Rồi, xin chào, mình là Bắc Bảo. Hôm nay mình sẽ thông báo cho bạn một tin vui, đó là Bếp Mi vừa thanh toán cho mình. Đây, thanh thanh toán đây. Hải Hà là admin của Bếp Mi đó, thanh toán cho mình 210 đó, Vietcombank. Rồi, bên mình vừa chuyển khoản rồi nhé, nhé anh bạn. Hy vọng tháng sau bạn sẽ nhiều hơn. Này lịch là trễ một ngày thôi, nói 20 mà 21, nhưng mà vẫn uy tín. Tổng cộng là mình chia sẻ được 21 người nhập mã được 21k và 210k chứ nhầm. Đây còn ở đây là thanh toán đây. Ngày 21 tháng 9 nè, trùng ngày không chứ không có lập tạo nên không có dễ dẻ gì đâu, không có Photoshop gì đâu. Đây 210 đây. Đó chưa? Vừa uy tín mà vừa thấy uy tín là được rồi. Các bạn nào mà chưa biết cách chơi á thì bạn coi xong video nha, phía sau video á, phía sau video mình chỉ cách bạn cách chơi, hoặc là xem ở dưới video mình để một phần kiếm tiền từ Bếp Mi ở dưới đó, nhấp vô link đó các bạn xem trực tiếp luôn. Hãy chơi và nhiều mở mời nhiều người bạn nha. Một người bạn 10k đó. Cách chơi chỉ cần nhập mã. Xin chào, mình là Bác Bảo. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cho bạn một app mới luôn, app mới hoàn toàn luôn. Giới thiệu một người được 10k. Mình mới liên lạc với admin chút xíu, mình sẽ cho các bạn xem cuộc trò chuyện của mình với anh admin đó. Rút tiền uy tín luôn.